Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được sao. Báo Người Lao Động thông tin. Cụ thể, mới đây, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ đầu nhiệm kỳ khóa 13 tới nay, năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã sớm xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nội dung kế hoạch đã đề ra. Năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì, tham mưu xây dựng, trình Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết, một kết luận, tham mưu xây dựng và trình Ban Bí thư ban hành một kết luận và hoàn thành một số đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức triển khai các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, đặc biệt là các nghị quyết do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu đề xuất như nghị quyết về phát triển vùng, nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nghị quyết về đất đai, nghị quyết về kinh tế tập thể, hợp tác xã, nghị quyết về phát triển bền vững đô thị nhằm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống. Bên cạnh thực hiện tốt công tác nghiên cứu đề xuất năm 2023, Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đạt được những kết quả tích cực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các kết quả đã đạt được của Ban Kinh tế Trung ương năm 2023 và 3 năm đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội 13. Nhiều nghị quyết kết luận do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu đề xuất được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành là những vấn đề tác động rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội của nước ta. Các đề án do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì đều đảm bảo về tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh. Trong năm 2024, bà Trương Thị Mai đề nghị Ban Kinh tế Trung ương với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục phát huy tinh thần nỗ lực, sự quyết tâm và những kết quả đã đạt được trong năm 2023 cũng như những năm vừa qua để tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Báo Tuổi Trẻ đã có bài viết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu rõ những vi phạm của ông Trần Tuấn Anh, nhiều cán bộ của Bộ Công Thương. Từ ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì kỳ họp thứ 34 của Ủy ban, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh. Trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá, trong lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các cục vụ liên quan và các ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng. Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. Trần Hữu Linh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường. Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo. Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu. Phương Hoàng Kim, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững.
Đặng Huy Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng; Lý Quốc Hùng, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; Võ Văn Quyền, nguyên Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Liên quan đến những vi phạm khuyết điểm trên, còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Dương Quang Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Trần Đình Ngân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Nguyễn Danh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Mua bán điện. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và các cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương và cấp ủy tổ chức Đảng ở một số bộ ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chỉ đạo, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức Đảng và đảng viên có vi phạm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức Đảng, đảng viên tại các địa phương, đơn vị có liên quan trong thực hiện các dự án năng lượng tái tạo. Nói đến các hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương, cơ quan này có rất nhiều đề xuất mang tính thời sự. Ví dụ như tại Diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 năm 2023, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, diễn đàn cấp cao này gắn với triển khai Nghị quyết 29 của Trung ương ngày 17 tháng 11 năm 2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng cần làm rõ 3 nội dung để thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới. Thứ nhất, trao đổi, làm rõ kinh nghiệm của quốc tế về công nghiệp hóa, hiện đại hóa dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cơ sở thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và rút ra các bài học kinh nghiệm, hàm ý chính sách đối với Việt Nam. Thứ hai, làm rõ thực trạng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tại Việt Nam, những kết quả và hạn chế tồn tại, nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan về tổ chức thực hiện. Thứ ba, trao đổi, đề xuất những giải pháp, chính sách để thể chế hóa, cụ thể hóa các quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp lớn nêu tại Nghị quyết 29, nhất là về các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để tạo đột phá cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.